tọa lạc tại trung tâm thành phố Tân An, đối diện trung tâm hành chính tỉnh Long An, khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển đang trở thành điểm đến an cư lý tưởng. Sống tại khu đô thị La Villa Green City, chủ nhân sẽ có đặc quyền sử dụng các tiện ích hiện hữu từ công viên nội khu rộng lớn, sân thể thao tennis, sân bóng đá mini hiện đại, đường chạy bộ thông thoáng, phòng gym cao cấp, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, công viên ven sông hoa lệ. Sau hơn một năm đi vào xây dựng, dự án đã hoàn thành 90% tiến độ xây dựng với gần 500 căn nhà phố đã hoàn thiện, gần 300 căn đang tiến hành xây dựng. Đáng chú ý, khu đô thị đã có cư dân sinh sống và hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chỉ cần thanh toán trước 15% và trả góp phần còn lại chỉ 1% một tháng, chủ nhân đã có thể sở hữu sản phẩm nhà phố hay biệt thự trong khu đô thị, nơi chỉ cách hàng ngàn tiện ích ngoại khu như hệ thống trường học, hệ thống ngân hàng, siêu thị, bệnh viện chỉ vài phút di chuyển. Sở hữu ngay để nhận ưu đãi chiết khấu 2% với người hộ khẩu tại Long An, 10% khi lựa chọn phương thức thanh toán nhanh, và có cơ hội sinh ngày một xe ô tô Honda City 1.5 trị giá hơn 700 triệu đồng. La Villa Green City, khu đô thị trong lòng thành phố.